Sáng mùng 5 tháng 11, binh chủng hóa học tổ chức hai tình huống bắn đạn thật và phương án ứng phó sự cố địch tập kích vũ khí hạt nhân. Quân cơ mở, sẵn sàng tiêu diệt các mục tiêu khi có lệnh. Đúng 15 giờ 30 phút. A3 báo cáo, A3 hoàn thành công tác chuẩn bị. Hết. Các lực lượng tham gia diễn tập các tình huống này gồm Lữ đoàn Phòng hóa 86, Lữ đoàn 87, Nhà máy X61, Viện Hóa học Môi trường Quân sự, Trường Sĩ quan Phòng hóa. Đây là hai tình huống bắn đạn thật súng RPO và ứng phó sự cố địch tập kích vũ khí hạt nhân được binh chủng hóa học đưa vào thực hành diễn tập năm nay rất sát với tình hình thực tế, trên cơ sở nghiên cứu rút kinh nghiệm từ những năm trước. Với nội dung bắn đạn thật súng RPO, bộ đội hóa học phải tiêu diệt 5 mục tiêu, lô cốt bên trái và bên phải cửa mở, xe bọc thép xuất hiện bất ngờ phản kích ngoài công sự, tốp bộ binh địch bất ngờ xuất hiện phản kích hướng đông bắc, hướng đông nam. Phương án bắn thể hiện qua 3 nhiệm vụ: xây dựng trận địa, xuất phát tiến công, tham gia hỏa lực chuẩn bị mở cửa đánh chiếm đầu cầu, phối hợp với bộ binh đánh chiếm đầu cầu vượt qua cửa mở. Báo cáo đồng chí Lữ đoàn trưởng, tiểu đoàn 1 đã tiêu diệt được 12 xe bọc thép, 200 tên địch, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hết. Với tình huống ứng phó sự cố địch tập kết vũ khí hạt nhân, đây là tình huống khắc phục sự cố hóa chất độc, sinh học, bức xạ hạt nhân và môi trường, thực hiện phòng chống khủng bố, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và hoạt động phòng thủ dân sự. Diễn tập lần này đã khẳng định được trình độ năng lực chỉ huy hiệp đồng chiến đấu quân binh chủng của bộ đội hóa học, đồng thời qua đó kiểm nghiệm, đánh giá, tổng kết công tác huấn luyện chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị, phản ánh thực chất, chất lượng huấn luyện của bộ đội và kết quả nghiên cứu kỹ thuật an toàn của hạt nhân, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu cho quân đội, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ huấn luyện trong tình hình mới.